Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho 3 tập thể, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải, Công ty Cổ phần Teddy và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO được Hà Nội đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì. Teddy và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cùng được đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Theo Cổng Thông tin Giao tiếp thành phố Hà Nội, mọi ý kiến phản hồi gửi về địa chỉ Ban thi đua, khen thưởng thành phố, số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 25 tháng 8, ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng Phòng Đối ngoại Truyền thông, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết trong năm tới, công ty kỷ niệm 50 năm thành lập, nên thành phố cũng lấy ý kiến đề nghị nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3 để tôn vinh những đóng góp của đơn vị. Đây là việc làm nhằm tôn vinh hàng nghìn người lao động của công ty. Nghề thoát nước rất vất vả, tập thể cán bộ, nhân viên cũng hết sức vất vả, cố gắng phấn đấu cho sự phát triển chung của thành phố, xã hội. Huân chương không chỉ tặng riêng cho một ai cả, mà là sự ghi nhận cho sự cống hiến của các thế hệ người lao động của công ty trong 50 năm qua. Công ty chúng tôi trước đó đã được cho tặng huân chương độc lập hạng nhì, ông Uyên nói. Ông Uyên cho biết rất mong muốn người dân nhìn nhận vào những đóng góp chung của công ty, của hàng nghìn người lao động. Còn những lùm xùm, sai phạm của cá nhân thì cá nhân phải chịu trách nhiệm. Trước câu hỏi hiện nay hệ thống thoát nước, chống ngập tại Hà Nội đang có vấn đề, cứ mưa là ngập, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân thủ đô, tại sao công ty vẫn được đề nghị trao tặng huân chương? Vị đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết việc ngập úng là tình trạng chung của rất nhiều thành phố tại Việt Nam và thế giới. Ông Uyên cho rằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập không phải là việc của công ty, mà là trách nhiệm của các sở, ban ngành thành phố, thậm chí là cả chính phủ. Việc đầu tư vào hệ thống thoát nước cũng là một vấn đề rất lớn. Công ty chúng tôi chỉ là đơn vị vận hành hệ thống thoát nước hiện có như thế nào mình phải vận hành cho thật tốt, khai thác tối đa công năng của hệ thống. Nhưng hiện nay cơ sở hạ tầng, đầu tư cho hệ thống thoát nước, chống ngập còn hạn chế nên tình trạng ngập úng vẫn cứ xảy ra, ông Uyên nói thêm. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội tự giới thiệu là đơn vị có vai trò chính trong công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước, từng bước khắc phục hiệu quả tình trạng ngập úng trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Công ty đã được trao tặng huân chương lao động hạng 3 năm 1978, 1983, hạng nhì năm 1991, hạng nhất năm 1996 và 2017, huân chương độc lập hạng 3 năm 2003, huân chương độc lập hạng 2 năm 2012, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải.